Thưa quý vị, nhân dịp ekip chúng tôi đến ghi hình tại chùa Long An về bài giảng pháp thoại của Đại Đức Thích Thiện Xuân, phương pháp hóa giải phiền não. Và ngay trong những giây phút đầu xuân này, chúng tôi cũng được biết một thông tin sắp tới đây Thầy sẽ có chuyến đi sang Úc Châu Phật sự. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng xin được trò chuyện với Thầy trong ít phút. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào Thầy ạ. Thưa Thầy, được biết là sau chuyến giảng bài pháp thoại tại chùa Long An, 2 ngày nữa Thầy sẽ có chuyến đi đến Úc Châu để làm Phật sự tại nơi đây. Trong chương trình hôm nay, xin Thầy cho chúng con được biết thêm về chuyến đi của Thầy được không ạ? Thầy đi du học nghiên cứu sinh tại Sydney, Úc, với những cái điều kiện khách quan cũng đã cho thầy một cái cơ hội. Ban ngày thì thầy đi học, ban đêm có thể giảng dạy để có thêm cái nguồn kinh phí để lo cho tu viện Linh Thú tại Việt Nam, cũng như là để tạo điều kiện cho mình đi học, chứ còn không có một mạnh thường quân nào để ủng hộ cho chuyến đi học của mình. Do vậy mà đi các nước giảng dạy thì Thiện Xuân mới thấy ở nơi đó có cái điều kiện Phật tử ở nơi đó rất là ham học Phật. Do vậy mà Thiện Xuân cũng đã tổ chức được một cái 2 cái lớp học tại đó trong khóa tu cuối năm quý tỵ năm rồi, năm 2013. Thì năm nay giáp ngọ 2014 thầy bắt đầu qua bên đó để được đi học cái chương trình nghiên cứu sinh. Thời gian thì cũng không có dài lắm, hết một học phần, một học kỳ 10 tuần thì có thể về Việt Nam được 2 tuần. Do vậy mà cũng không có rời khỏi Việt Nam xa lắm đâu. Dạ, xin cho chúng con được hỏi là đây có phải là lần đầu tiên thầy sang Úc Châu để du học không ạ? Thầy đi giảng ở Úc Châu thì được 2 lần trong 2 năm, năm 2012, năm 2013. Và cũng được đi nhiều nước, nhưng mà xem coi cái tình hình kinh tế cũng như là việc tu học của Phật tử như thế nào. Nhưng mà qua Úc Châu thì thấy các tiểu bang Phật tử Việt Nam rất là ham học, ham tu. Do vậy mà nơi đây tạo điều kiện cho mình để mình tiếp tục con đường du học. Vì trước đây 10 năm cũng đã từng du học ở Thái Lan. Dạ, con xin cảm ơn chia sẻ của Thầy. Và nhân đây anh em chúng con cũng xin gửi lời chúc cho Thầy được có chuyến đi Phật sự, giảng những bài pháp thật hay, mang đến niềm an vui, an lạc cho tất cả đồng bào Phật tử ở nơi miền xa. Và xin cho chúc cho Thầy được nhiều sức khỏe để luôn mang đến chúng con những bài giảng pháp thật là hay. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cũng nhân thiệp năm mới Giáp Ngọ, Thầy chúc cho ekip các vị làm công tác truyền thông đem lại sự lợi ích cho cuộc đời này ở góc độ mỗi người đã chia nhau mỗi người một phận sự mà trong cuộc đời. Quý vị làm một cái việc gì đó mà giúp cho mọi người được vui, được tốt, như vậy là nhân quả tốt rồi. Chúc cái ekip này làm được nhiều việc tốt hơn, nhất là giúp cho quý thầy, quý cô trong chuyến quảng pháp tại đất nước Việt Nam cũng như nước ngoài thêm phần lợi ích cho mọi người, đem giá trị Phật giáo được phổ cập sâu rộng hơn. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn được hạnh phúc và niềm vui thành đạt trong suốt năm Giáp Ngọ. Dạ. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Phật. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô.